hai chín thần đại thiên phó thác thứ chín hồi hướng không buộc không chấp giải thoát bấy giờ thiện tài đồng tử nhập vào hạnh rộng lớn của bồ tát cầu cảnh giới trí huệ của Bồ Tát, thấy việc thần thông của Bồ Tát, nghĩ nhớ công đức thù thắng của Bồ Tát, sinh đại hoan hỷ của Bồ Tát, khỏi tinh tấn kiên cố của Bồ Tát, nhập vào tự tại giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, tu hành bậc công đức của Bồ Tát quán sát bậc tam muội của Bồ Tát, trụ bậc tổng trì của Bồ Tát, nhập vào bậc đại nguyện của Bồ Tát, đắc được bậc biện tài của Bồ Tát, thành tựu bậc các lực của Bồ Tát, thiện tài từ từ đi du hành, đến thành đọa la bát đẻ, bèn đi các nơi hỏi vị thần đại thiên ở chỗ nào. Họ đáp rằng Ngài Đại Thiên đang ở trong thành đó, hiện thân rộng lớn vì đại chúng nói Pháp, Bấy giờ thiện tài đi đến chỗ vị thần đại thiên, đảnh lễ rồi ở trước ngài chắp tay mà bạch rằng, Đức Thánh con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Bấy giờ thần đại thiên dơ ra bốn tay dài, lấy nước bốn biển tự rửa mặt mình, cầm các hoa bằng vàng giải lên thiện tài mà bảo rằng thiện nam tử tất cả Bồ Tát khó có thể thấy được, khó có thể nghe được, rất ít hiện ra đời. Ở trong chúng sinh, Ngài là bậc nhất, là hoa sen trắng trong loài người, là chỗ trở về của chúng sinh, là người cứu hộ chúng sinh là nơi an ổn của các thế gian là đại quang minh của các thế gian chỉ bày kẻ mê hoặc an ổn nơi con đường tránh là đại đạo sư dẫn dắt các chúng sinh vào cửa phật pháp là tướng đại pháp khéo giữ gìn thành nhất thiết trí. Bồ Tát khó có thể gặp được như vậy, chỉ có người thân miệng ý không lỗi lầm mới thấy được hình tướng Bồ Tát, nghe được biện tài Bồ Tát. Bồ Tát thường hiện ra ở trước họ bất cứ lúc nào. Thiện Nam Tử ta đã thành tựu Bồ Tát giải thoát, tên là Đới Mây. Thiện Tài hỏi Đức Thánh cảnh giới giải thoát lưới mây như thế nào? Bấy giờ thần đại thiên ở trước thiện tài thị hiện đống vàng, đống bạc, đống lưu ly, đống pha lê, đống sa cử, đống mã não, đống diệm báu lớn, đống tạng báu lìa cấu, đống đại quang minh báu, đống phổ hiện thập phương báu, đống mão báu, đống ấn báu, đống chuỗi báu, đống ngọc châu báu đeo tai, đống vòng tay báu, đống vòng báu, đống lưới châu, đống đủ thứ mani báu, đống tất cả đồ trang nghiêm, đống mani như ý, đều như núi lớn. Lại thị hiện tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả y phục, tất cả tràng phan, tất cả âm nhạc, tất cả đồ, năm dục vui thích, đều cao như núi.